Bonjour, bonjour, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh tiếng Pháp của Luy Kê. Ngày hôm nay thì Luy Kê muốn gửi tới các bạn các bài text này cũng như là phần chính tả. Và khi mà làm bài thì chúng ta vui lòng không đọc các đoạn text ở bên dưới cũng như là phần tiêu đề nhé. Allez, on y va! Le bonhomme de neige est entre les arbres. Il a une écharpe orange et un chapeau noir. Ses bras sont en bois. Il est en neige. On le voit seulement en hiver. Il a un nez pointu. Les arbres sont verts. Quand il y a du soleil, le bonhomme de neige fond. Tout le monde adore les bonhommes de neige. Les bonhommes de neige sont de différentes tailles.